Hoàng Anh Gia Lai thiệt quân ở vòng 9 V-League 2022. Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau khi đánh bại Bình Dương ở vòng đấu thứ 8 với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Kiati Sắc leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém Hải Phòng đội dẫn đầu đúng 1 điểm. Theo lịch, ở vòng 9 V-League 2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đọ sức với Thanh Hóa trên sân nhà. Tuy nhiên, đội chủ sân Pleiku không có được lực lượng mạnh nhất khi Vũ Văn Thanh bị treo giò vì nhận 3 thẻ vàng từ đầu giải. Ở mùa giải năm nay, Vũ Văn Thanh có phong độ chưa thực sự cao, nhưng anh vẫn là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Kiati Sắc bên hành lang cánh phải. Sự vắng mặt của hậu vệ này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh và cách vận hành lối chơi của đội bóng phố núi. Ngoài trường hợp của Vũ Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai cũng dự kiến không có sự phục vụ của Công Phượng, tiền đạo quê Nghệ An gặp chấn thương ở trận đấu với Đà Nẵng và nghỉ thi đấu ở hai vòng đấu gần nhất